Buổi tối, làm động tác này 10 phút trước khi đi ngủ, bệnh nào cũng khỏi, gan thận yếu đến mấy cũng hồi sinh trở lại. Quý khán thính giả thân mến, thực tế, 10 phút trước khi đi ngủ là giai đoạn vàng để nuôi dưỡng sức khỏe. Tận dụng đúng cách 10 phút này sẽ vô cùng có lợi cho sức khỏe. Người xưa thường nói, cơ thể nhẹ nhàng một khi không có độc tố, và cơ thể thông qua giải độc lớn nhất chính là bàng quang. Chất độc được truyền đi mọi nơi, trong đó con đường giải độc đều là tiến hành theo từng giai đoạn, bộ phận, nhưng cuối cùng cũng phải quay trở lại bàng quang. Nếu kinh tuyến này không bị cản trở, cảm lạnh bên ngoài khó xâm chiếm và chất độc bên trong được thải ra kịp thời, cơ thể tránh xa bệnh tật. Tuy nhiên, ai cung cấp năng lượng cho bàng quang? Chủ yếu là thận. Thận và bàng quang có mối tương thông. Bàng quang chỉ là một con đường, cơ thể không có sức lực vận hành. Cần sự chống đỡ của khí thận mới có thể hoàn thành chức năng chống lạnh, giải độc. Vì vậy, đã thông bàng quang trước, chúng ta cần nuôi dưỡng thận. Đôi bàn chân chịu trọng lực toàn bộ cơ thể, giúp chúng ta đi lại hàng ngày. Bởi vậy, từ thời xa xưa, người dân đã ngâm chân bằng nước ấm mỗi tối để giữ gìn đôi bàn chân khỏe mạnh. Trên thực tế, bàn chân chứa rất nhiều huyệt đạo liên quan tới các bộ phận trong cơ thể. Do đó, các chuyên gia đông y cho rằng biện pháp kiễng chân có thể mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Huyệt vị ở chân. Ở chân chứa nhiều huyệt vị mà khi kích thích có tác dụng giúp lưu thông khí huyết trong cơ thể, giúp chống lại nhiều bệnh tật. Chân chứa nhiều huyệt vị. Vùng bàn chân có rất nhiều huyệt vị, là trung tâm thần kinh hoặc là cửa ngõ đại diện cho một số bộ phận khác trong nội tạng. Do đó, động tác kiễng chân có tác dụng vô cùng lớn đối với sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt được kết quả một cách tốt nhất, các chuyên gia đông y khuyên chúng ta nên duy trì động tác kiễng chân hàng ngày để đạt kết quả rõ rệt. Phương pháp thực hiện: dùng lực kiễng chân cao hết sức có thể, sau đó thả lỏng và hạ xuống, trọng lực cơ thể dồn vào ngón chân khi kiễng cao. Thực hiện lặp đi lặp lại khoảng 20 đến 30 cái trên một lần. Duy trì 7 lần trên một ngày vào bất kỳ thời điểm nào sẽ cảm nhận được tác dụng rõ rệt. Tác dụng của động tác kiễng chân đối với sức khỏe. Động tác kiễng chân vừa giúp kích thích huyệt dưới lòng bàn chân, vừa giúp tập luyện tăng sức dẻo dai của gân, dây chằng. 1. Kiễng chân giúp trí óc minh mẫn, sáng suốt. Đối với những người làm việc quá áp lực hoặc học sinh phải học, thi cử sẽ có cảm giác trí óc không đủ khả năng để đáp ứng. Khi ở trạng thái trên, hãy đứng dậy và kiễng gót chân sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn, đánh thức thần kinh não, đầu óc sáng suốt và minh mẫn hơn. 2. Kiễng chân làm cho não khỏe mạnh hơn. Căn cứ vào phương pháp định vị 3 chiều, vị trí gót chân sẽ tương đương với đại não của con người. Do đó, việc kích thích gót chân có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu não, khí huyết lưu thông tốt hơn. Trong đông y, đối với trẻ em mắc bệnh não, các chuyên gia thường dùng phương pháp massage chân để khôi phục chức năng não bộ. 3. Kiễng chân giúp hạn chế táo bón, điều trị bệnh trĩ. Đối với những người bị bệnh trĩ, khi kiễng chân sẽ làm tăng các hoạt động co bóp của hậu môn, giúp bệnh nhân táo bón, cải thiện tình trạng bệnh, thông ruột, dạ dày. Bởi vậy, những người bị bệnh trĩ nên tập động tác kiễng chân thường xuyên để hậu môn làm việc có quy luật, giúp hạn chế bệnh trĩ. 4. Kiễng chân giúp dưỡng thận, dưỡng tinh. Đối với những nam giới, thường xuyên kiễng chân sẽ giúp bổ thận, bài tiết thuận lợi và có tác dụng bổ tinh, dưỡng tinh khỏe mạnh. Tương tự, phụ nữ kiễng chân và nhảy nhẹ thường xuyên làm tăng khả năng dẻo dai của cơ thể, dưỡng thận, bài tiết thuận lợi. 5. Kiễng chân giúp ngăn ngừa và điều trị đột quỵ, dưỡng tim. Đột quỵ là căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi do thiếu máu lên não. Khí huyết lưu thông kém
hoặc xuất huyết não. Do đó, những người thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu nên chú ý kiễng gót chân để tăng cường hiệu quả hồi phục bệnh. Kiễng chân giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. 6. Kiễng chân giúp thư giãn, giúp thần kinh bớt căng thẳng. Thoạt nghe có vẻ phi lý, nhưng quả thật, kiễng gót chân khi căng thẳng, áp lực sẽ giúp bạn giải tỏa, giảm cường độ làm việc của hệ thần kinh. Bên cạnh đó, mát xa chân sẽ kích thích phản xạ não, tiết kiệm thời gian rất nhiều so với các phương pháp thư giãn khác. 7. Chống trầm cảm. Ngày nay, trầm cảm đã được xem là một bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ người mắc bệnh tăng lên nhanh chóng. Mặc dù trầm cảm không phải là bệnh hiểm nghèo, nhưng lại gây phiền toái tới tinh thần và giảm chất lượng sống của người bệnh. Kiễng chân giúp bạn lấy lại tinh thần, bổ sung kịp thời khí huyết lên não, giải tỏa căng thẳng, chống trầm cảm. 8. Kiễng chân giúp lưu thông máu, giảm sưng phù tê chân. Khi chúng ta phải đứng hoặc ngồi quá lâu trong một tư thế sẽ gây ra chứng mỏi chân, sưng phù hoặc tê chân. Lúc này, hãy thực hiện hành động kiễng chân để có thể lưu thông khí huyết và đánh thức hệ thần kinh. Đặc biệt, khi tập kiễng chân một thời gian cũng sẽ giảm được bệnh thiếu máu lên não, ngồi xuống đứng dậy đột ngột bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai. 9. Giảm bệnh bí tiểu, tiểu không hết. Theo y học cổ truyền, bệnh liên quan đến tiết niệu, bàng quang và tuyến tiền liệt đa phần xuất phát từ việc khí huyết lưu thông không tốt. Gót chân là điểm đại diện thần kinh điều khiển bàng quang. Khi massage hay kiễng chân có thể giúp cho người bị các bệnh về bài tiết giảm triệu chứng bệnh đáng kể. 10. Thon gọn cơ thể, làm nhỏ đôi chân. Kiễng chân để duy trì sự thăng bằng cho cơ thể. Khi đẩy trọng lực về phía trước, bắp chân và đùi sẽ được kéo căng và đẩy lên cao, lâu dần sẽ làm cho chân thon gọn, săn chắc. Kiễng chân còn giúp làm mềm các khớp, tăng sự dẻo dai cho hệ xương sống, tiêu hao mỡ, giúp cơ thể thon gọn hơn. Ngoài việc thực hiện động tác kiễng chân, chúng ta có thể thực hiện thêm một số động tác đơn giản này vừa có lợi cho sức khỏe của thận, vừa giúp cơ thể giải độc. 1. Động tác dướn người, tay móc ngón chân. Sau khi thận đầy, chúng ta sẽ bắt đầu mở thông tuyến bàng quang. Phương pháp: ngồi duỗi thẳng hai chân với nhau, dướn hai tay về phía trước, chạm đến đầu các ngón chân, từ từ ấn cơ thể xuống. Đây là một cách giúp bàng quang giải độc. Làm ít nhất 15 đến 30 phút. Nếu cơ thể ép xuống chân càng ít, càng chứng tỏ độc tố tích tụ càng nhiều. Chỉ cần cơ bắp đùi sau khi có cảm giác căng ra là được. Thời gian đầu khi mới tập, bạn có thể chưa quen với việc dướn người và tay chạm được đến các ngón chân. Nhưng chỉ cần bạn tập một vài lần là sẽ cảm thấy dễ thực hiện hơn rất nhiều. Hai động tác nhỏ này đơn giản nhưng có hiệu quả. Mỗi ngày kiên trì thực hiện, không những không tốn tiền, không tác dụng phụ, bổ thận, giải độc, cũng có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Đây là việc làm rất tốt, mọi người hãy bắt đầu thực hiện từ bây giờ. 2. Động tác đặt mu bàn tay đặt dưới eo khi nằm để nuôi dưỡng thận. Phương pháp: trước khi đi ngủ, đặt mu bàn tay đặt dưới phần eo lưng và nằm ngửa trên giường. Sau 5 đến 10 phút, hơi nóng sẽ lan dần khắp cơ thể. Trước khi ngủ, hai tay có phần huyệt lao cung ép vào hai quả thận. Hơi nóng của hai bàn tay sẽ trực tiếp làm ấm hai quả thận, đẩy hơi lạnh trong thận ra ngoài. Thông qua hành động này, mồ hôi sẽ được bài tiết ra ngoài cơ thể. Đặc biệt là từ 10:30 đến 11 giờ vào buổi tối là thời gian vàng để thực hiện động tác này. Lúc này, khí đất là mạnh nhất. Khí đất thông qua huyệt lao cung đi vào cơ thể, truyền qua huyệt lao cung trực tiếp truyền vào hai quả thận, kèm theo hơi nóng ở hai bàn tay và khí ở ngũ hành làm ấm hai quả thận.
Khi mới bắt đầu, hai bàn tay bị lưng eo ép xuống sẽ xuất hiện tượng T. 3 đến 5 ngày có thể sẽ thích nghi, hai tay sẽ cảm thấy thư giãn. Những người uống nhiều rượu, trán sẽ đổ mồ hôi. Có khi phần eo cũng đổ mồ hôi, điều này đều là hiện tượng tốt mà thận khí đang được lấp đầy. 3. Tư thế con chó úp mặt. Tư thế này giúp tăng cường sức mạnh của cánh tay, cơ bụng và eo. Khi hông nâng lên và đầu cúi xuống dưới tim, lực hấp dẫn bị đảo ngược sẽ khiến máu lưu thông nhiều hơn đến não. Đây là lý do khiến tư thế chó úp mặt này trở thành liều thuốc vàng để cải thiện khả năng tập trung và giúp hỗ trợ điều trị cho những người mắc chứng đau đầu, mất ngủ. Cách thực hiện. Bước 1. Đứng trên bốn chi, sao cho cả cơ thể bạn tạo thành cấu trúc như một cái bàn. Bước 2. Hít vào và từ từ nâng hông, duỗi thẳng tay và chân tạo thành chữ V ngược. Bước 3. Hai tay bạn tạo mở rộng bằng vai, hai chân bạn mở rộng bằng hông, cả bàn chân chạm sàn. Bước 4. Ấn mạnh hai tay xuống sàn và kéo dài cổ bạn. Hai tay nên chạm tay, mặt bạn nên nhìn thấy rốn. Giữ tư thế này từ 1 đến 3 phút, sau đó gập chân về tư thế cái bàn. Thực hiện 10 lần mỗi ngày. 4. Tư thế con mèo. Luyện tập tư thế con mèo giúp tăng cường lưu thông máu, tăng hiệu quả của quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nên không chỉ làm giảm mỡ bụng mà còn giúp giảm cân toàn diện, cải thiện vóc dáng. Khi thực hiện tư thế này, cơ thể bạn sẽ uốn cong như loài mèo với phần bụng được siết chặt lại, cơ lưng kéo căng, cột sống được duỗi thẳng nên tăng hiệu quả đốt cháy mỡ thừa ở vòng 2. Hơn nữa, tập luyện tư thế con mèo trước khi đi ngủ còn tốt cho cột sống, giảm các triệu chứng đau lưng nên vô cùng thích hợp đối với những người thường xuyên phải ngồi làm việc nhiều giờ trong văn phòng. Tư thế con mèo còn giúp cho người tập luyện cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng và thư giãn hơn. Cách thực hiện. Bước 1. Chống hai bàn tay xuống sàn, đầu gối và cẳng chân chạm đất, tạo cho khuỷu chân một góc khoảng 90 độ. Lúc này, trọng tâm dồn vào hai lòng bàn tay và hai chân. Hai bàn tay mở rộng bằng vai, hai chân mở rộng bằng hông. Bước 2. Cong lưng lên trên, bụng hóp vào, đầu cúi xuống thấp, giữ khoảng 5 đến 10 giây, sau đó lại đẩy mông lên, cong lưng xuống và mặt hướng lên trên, giữ khoảng 5 đến 10 giây. Khi thực hiện, hãy cố làm trơn tru từng bước một, lặp lại khoảng 10 lần một ngày vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ và bạn sẽ thấy vòng 2 được cải thiện chỉ sau 1 tháng. 5. Nâng chân. Nâng chân dựa vào tường trước khi đi ngủ. Động tác này là một bài tập rất đơn giản và có lợi cho những người thường ngồi lâu trong công việc và không thích thể thao. Thực hiện nâng chân dựa vào tường có thể đem lại nhiều tác dụng như giảm sưng tấy. Đứng hoặc đi bộ trong một thời gian dài sẽ làm cho đôi chân mỏi và sưng. Động tác nâng chân dựa tường có thể làm triệu chứng đau tê và ngăn ngừa giãn tĩnh mạch ở chân. Tăng cường lưu thông máu và nuôi dưỡng làn da. Nâng cao chân có thể thúc đẩy lưu lượng máu trở lại mặt và phần trên cơ thể, kích thích não cung cấp oxy, cải thiện tình trạng lo lắng và căng thẳng, đồng thời có thể nuôi dưỡng da mặt. Nhón gót chân. Động tác nhón gót chân đơn giản có tác dụng rèn luyện sức khỏe bắp chân khi chúng ta ít vận động. Nó giúp khơi thông kinh mạch của bắp chân, kéo giãn cơ bắp chân và cũng có thể kích thích các huyệt đạo khác nhau trên lòng bàn chân. Vì vậy, buổi tối trước khi đi ngủ, đứng nhón gót lên xuống 20 lần có tác dụng rất tốt cho sức khỏe người trung niên và cao tuổi mắc bệnh tim mạch. Uống 1 trong 3 ly nước này trước khi đi ngủ cũng có tác dụng rất tốt.
ngoài việc thực hiện một số bài tập kéo giãn nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, uống một số loại nước này cũng có thể khiến chúng ta nhanh chóng đi vào trạng thái ngủ và ngủ yên cả đêm. 1. Nước kỷ tử. Nuôi dưỡng gan và bảo vệ tim mạch. Nước kỷ tử tác dụng chống mệt mỏi, bảo vệ gan thận với những người thức khuya lâu, tăng cường hiệu quả các chức năng nội tạng, làm trì hoãn sự lão hóa của các cơ quan trong cơ thể. 2. Nước chanh. Dưỡng ẩm và ngăn ngừa cảm lạnh. Chanh rất giàu vitamin C, có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể, cải thiện tình trạng đau họng và cảm lạnh do thời tiết hanh khô vào mùa thu. Hương thơm của chanh có tác dụng làm giảm mệt mỏi. Vì vậy, uống một ly nước chanh trước khi đi ngủ có thể giúp tâm trạng thư thái, nhanh chóng đi vào trạng thái ổn định của giấc ngủ. Tuy nhiên, chỉ nên uống nước chanh pha loãng để tránh hại dạ dày. 3. Nước quế chuối. Cải thiện lo lắng và chữa mất ngủ. Những người bị mất ngủ lâu ngày, khó đi vào giấc ngủ, có thể sử dụng nước chuối và quế đun nước. Chuối rất giàu kali, có tác dụng làm dịu thần kinh, xoa dịu lo lắng. Vào mùa đông se se lạnh, hương thơm ấm áp của món chuối quế sẽ khiến bạn dễ chịu và chìm vào giấc ngủ bình yên.